chương 226, quan hệ thầy trò, A. À. trạng thái thê thảm của bao đại sư dọa đồng nam lĩnh sợ hãi. Ông ta lăn lông lốc ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn tròn mà nhìn bao đại sư sắc mặt trắng tái. Vốn cho rằng có bao đại sư ra tay, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, không ngờ bao đại sư lại không chống đỡ quá một hiệp trong tay huỳnh nhân. Bao đại sư, bao đại sư, ông sao rồi, có thể dậy được không? Vẻ mặt ông ta lo lắng, hỏi ông ta gọi bao đại sư không phải muốn giết huỳnh nhân mà là muốn bảo vệ tính mạng ông ta và đồng ý hành nhưng mà bao đại sư cuộn tròn người nằm trên đất trong miệng còn không ngừng trào ra máu tươi ông chủ đồng xin lỗi nhé tôi không phải là đối thủ của kẻ này câu nói này quả thực là tuyên án tử hình với nhà họ đồng khiến con ngươi đồng nam lĩnh bỗng chốc co rụt lại ngay cả bao đại sư cũng không phải đối thủ từ trên xuống dưới nhà họ đồng còn ai có thể áp chế được huỳnh nhân chỉ thấy bao đại sư lại nói audio điện tử võ tấn bền nhưng mà ông chủ đồng không cần lo lắng anh ta không dám động đến tôi chỉ cần có sư phụ tôi ra tay anh ta chắc chắn phải chết vị kia sẽ ra tay sao đồng nam lĩnh nghe vậy trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra sự vui mừng nếu như vị kia ra tay vậy tất thảy còn có đường cứu vãn vị kia mà các ông nói là ông ta sao nhưng mà vào lúc bọn họ ung dung mừng rỡ, giọng nói lạnh nhạt của Phùng Cần Mai vang lên. Vừa nói, Phùng Cần Mai vừa móc trong túi ra một bức ảnh, ném đến trước mặt bọn họ như ném rác rưởi. Đồng Nam lĩnh và Bao Đại sư sững sờ, nhặt bức ảnh lên xem, lập tức cả người chấn động, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bức ảnh là thi thể một người đàn ông áo đen, trên người có tổng cộng 3 vết thương chí mạng, lần lượt là ấn đường, tim, cổ họng bị lưỡi dao cắt. Cái này, cái này sao có thể? Bao đại sư cầm bức ảnh, hai tay run rẩy khuôn mặt tái mét đầy vẻ không thể tin nổi. Thật lâu sau, ông ta mới ngẩng đầu lên, nhìn Phùng Cẩn Mai nói. Rốt cuộc cô là ai? Sư phụ tôi rốt cuộc bị làm sao? Ông ta bị tôi giết rồi, ngôn tình ngược. Giọng nói Phùng Cẩn Mai bình tĩnh, dường như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Ánh mắt bao đại sư lại co lại, mặt xám như cho. Huỳnh Nhân nhìn bức ảnh, đôi mắt hơi nheo lại. Đây chính là thi thể chị bảo Lưu An khám nghiệm. Đúng thế. Cô ấy gật đầu, nói. Lúc chết, đầu ông ta đột nhiên nổ tung. Tôi nghi ngờ trong người ông ta có chứa bom, cho nên bảo Lưu An khám nghiệm tử thi, chưa biết chừng có thể tìm được chút tung tích của võng lượng. Huỳnh Nhân im lặng không nói, sát thủ của võng lượng có lắp đặt chip bom trong đầu, cái này thì anh biết. Nhưng mà có thể làm được chip bom công nghệ cao đã là một chuyện vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến lắp đặt chip bom vào trong não người. Mọi thứ có liên quan đến tổ chức võng lượng hiện giờ vẫn còn là ẩn số. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt anh trở nên u ám hơn nhiều. Cấp cao hiệp hội võ đạo lại là học trò của người chấp hành võng lượng. Nghĩ đến tối hôm đó tiểu như bị ôm đi, liễu phi tuyết gặp phải ám sát, tàn bạo trong lòng huỳnh nhân không thể kìm chế được, bắt đầu dâng lên. Huỳnh nhân bóp nát bức ảnh, đi đến trước mặt bao đại sư, không quan tâm ông ta trọng thương, một tay sách ông ta lên. Ông là học trò của ông ta. Sau khi biết sư phụ đã bị người phụ nữ mặc áo da đen này giết, đến bây giờ sắc mặt bao đại sư vẫn còn tái mét. Vừa bị huỳnh nhân quát, lúc này ánh mắt ông ta mới có tiêu cự, mơ màng khẽ gật đầu. Nếu ông là học trò của ông ta, vậy thì không thể để ông sống được nữa. Lời nói của huỳnh nhân lành lạnh mang theo ý định giết người nồng nặc. Sứt lời, anh bóp cổ họng bao đại sư, một tay nhấc lên. Bao đại sư hoảng hốt, dùng hết sức lực toàn thân, gian nan nói: "Cậu, cậu không thể giết tôi, tôi không biết gì hết." "Tại sao tôi không thể giết ông? Có biết sư phụ ông làm gì với vợ và con gái tôi không?" Lời nói của Huỳnh Nhân lạnh lẽo, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc lạnh. "Ông ta bắt cóc con gái tôi, ngầm ám sát vợ tôi. Ông là học trò của ông ta, không thể nào không biết rõ tình hình." đồng tử bao đại sư co rụt lại, sau đó càng ngày càng hoảng sợ, liên tục lắc đầu, gian nan nói bằng giọng khàn khàn. Anh Huỳnh, tôi không biết việc này, quan hệ thầy trò của tôi và ông ta mới tạo thành gần đây. Và lại, mặc dù ông ta là sư phụ tôi, nhưng ngay cả tên ông ta là gì tôi cũng không biết. Thậm chí hình dáng ông ta ra sao cũng không biết. Huỳnh nhân rơi vào trầm mặc, cho mày quay đầu nhìn Phùng Cẩn Mai. Vẻ mặt Phùng Cẩn Mai cũng nghiêm nghị, lắc đầu. Ông ta không nói dối. Huỳnh Nhân thả lỏng bao đại sư ra, nhưng vẫn lạnh mắt nhìn ông ta. Suốt cuộc ông và ông ta trở thành thầy trò như thế nào? Bao đại sư ngã, phịch xuống đất một tiếng, thở hồn hển từng hơi không khí mới mẻ, ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân càng thêm hoảng sợ. Vừa rồi ông ta cảm nhận được Huỳnh Nhân thật sự muốn giết ông ta, thậm chí bây giờ cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Ông ta sao dám giấu giếm nửa phần, khai ra toàn bộ. Hiệp hội võ đạo tôi có một quy định bất thành văn, đó chính là kẻ mạnh được tôn sùng. Nội bộ hiệp hội sẽ tổ chức đại hội võ đạo, tất cả thành viên hiệp hội đều sẽ tham gia. Những người ngoại lai like trả tiền báo danh cũng được tham gia, người này chính là bên ngoài đến tham gia. Bao đại sư tiếp tục nói, ông ta một mạch đánh bại tất cả mọi người, ngay cả hội trưởng hiệp hội cũng không phải đối thủ. Sau đó hội trưởng mời ông ta gia nhập hiệp hội lại bị ông ta từ chối, trước khi đi thì nhận tôi làm học trò. Nghe xong, Huỳnh Nhân nhướn lông mày. Hiệp hội võ đạo có quy định này. Bao đại sư vội vàng gật đầu. Đúng vậy, sau khi nhận tôi làm học trò, ông ta thường chỉ bảo tôi một chút. Tôi phải giúp ông ta hoàn thành một vài nhiệm vụ, thu thập mối quan hệ xem như đổi trác. Nhưng mỗi một lần lộ diện, ông ta đều đeo mặt nạ người rơi. Huỳnh Nhân im lặng không nói, đây là muốn hợp nhất thế lực của mình, ngầm thâm nhập vào hiệp hội võ đạo. Rốt cuộc võng lượng muốn làm gì? anh Huỳnh, tôi đã nói hết những gì tôi biết, là tôi mắt mù mới ra tay với ngài, ngài có thể tha cho tôi một mảng không? Bao đại sư lộ vẻ cầu xin, nói. Huỳnh nhân trầm ngâm hồi lâu, lạnh lùng nói. Cũng không phải không thể tha cho ông một mảng, nhưng hiệp hội võ đạo các người luôn bất hòa với tôi, việc này giải quyết như thế nào? Bao đại sư vội vàng nói. Anh Huỳnh yên tâm, tiếng nói của tôi trong hiệp hội vẫn có chút trọng lược, từ nay về sau hiệp hội võ đạo sẽ không dám mạo phạm ngài nữa." Nghe Bao đại sư nói, Huỳnh Nhân chợt cười. "Không, toàn bộ hiệp hội các ông đều có vấn đề. Nếu muốn chỉnh đốn, vậy thì nhất định phải cần tôi đích thân ra tay. Không phải hiệp hội các ông tôn trọng kẻ mạnh sao? Đợi khi nào rảnh tôi sẽ đến hiệp hội các ông một lần." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân, Bao đại sư lập tức run lên cầm cập cứ có một linh cảm hiệp hội võ đạo sắp bị chỉnh đốn một trận lớn. Lúc này, Đồng Ý Hành run rẩy móc trong ngực ra một chiếc USB. Bản gốc video đều ở bên trong. Ánh mắt Huỳnh Nhân lạnh lẽo, nắm chặt cổ áo Đồng Ý Hành. "Không lừa tôi chứ?" "Không có, thật sự đều ở bên trong." Lúc này, Huỳnh Nhân mới thả anh ta ra, một chân giẫm nát USB, do so dự một lát rồi đưa ảnh chụp cho anh ta nhìn. "Người rơi, mà anh biết có phải người này không?" thực lực huỳnh nhân phô bầy trước đó đã dọa anh ta sợ vỡ mật từ lâu nào dám mảy may giấu giếm sau khi chăm chú nhìn một lần anh ta lắc đầu không phải ông ta làm sao anh biết huỳnh nhân nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén tấm hình này chỉ chụp toàn thân không chụp đầu vào mà đồng ý hành khẳng định nói không phải ông ta bởi vì người rơi kia là nữ thi thể trong tấm ảnh rõ ràng là nam nữ ánh mắt huỳnh nhân lập tức thay đổi quay đầu nhìn Phùng Cẩn Mai. Khuôn mặt Phùng Cẩn Mai cũng lộ vẻ giật mình. Nếu như đây là thật thì chính là manh mối quan trọng, có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Phùng Cẩn Mai không nấn ná nữa, lập tức rời khỏi nhà họ đồng. Huỳnh Nhân cũng xài chân đi về phía đồng Nam Lĩnh. Đồng Nam Lĩnh lập tức quỳ, phịch một tiếng xuống trước mặt Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, nối dõi dòng họ không dễ dàng, xin anh tha cho một con đường sống tôi bằng lòng giao ra hạng mục xây thành trong tay nhà họ đồng để đổi lấy bình an cho nhà họ đồng. chương 227, dục dịch nổi loạn. Huỳnh Nhân nhìn đồng nam lĩnh quỳ dạp xuống trước mặt, mặt mũi tái nhợt, anh hơi giật mình, sau đó cười nhạt. Tôi còn chưa nói gì đâu, ông đã tự nguyện đưa hạng mục xây thành cho tôi. Nghe vậy, đồng nam lĩnh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc. Khi thấy nụ cười như có như không trên mặt Huỳnh Nhân, ông ta lập tức hiểu ra, đây là đang thăm dò thái độ và suy nghĩ của mình. Cục diện trước mắt, nhà họ Đồng chỉ có một con đường chết. Chỉ có giao ra hạng mục xây thành mới có thể nhận được một tia hy vọng sống. Hạng mục xây thành tuy tốt nhưng cũng phải có người thực hiện, mới có thể biến mục nát thành thần kỳ, nếu không chỉ là một đống giấy vụn. Vừa nghĩ đến đây, Đồng Nam lĩnh như già đi mười mấy tuổi, không còn một chút khí phách ngạo nghễ nhìn đời, chỉ nhếch miệng cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Anh huynh tôi không có lựa chọn nào khác, lúc này hạng mục xây thành đối với nhà họ đồng tôi mà nói đã không có tác dụng gì, ngược lại sẽ dẫn tới hỏa sát sinh. Tặng nó cho anh đổi lấy bình an cho nhà họ đồng là lựa chọn tốt nhất, hy vọng anh Huỳnh đừng chối từ. Lời này lại khiến cho Huỳnh nhân nheo mắt lại, nhìn ông ta thêm vài lần. Đồng Nam lĩnh nói không sai, hiện giờ lực lượng vệ sĩ của nhà họ đồng đều đã bị phùng cẩn mai giết. Nếu tin tức này truyền ra, bị nhà họ nhan, nhà họ thẩm cùng là tứ đại hào môn biết được, chắc chắn dẫn tới họa sát sinh. Đã như vậy thì chi bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa củ khoai lang nóng bỏng tay này cho huỳnh nhân, dùng cái này cố gắng bảo vệ sự an toàn của nhà họ đồng. Huỳnh nhân không đồng ý ngay, ý lạnh trong mắt lấp lóe, ánh mắt qua lại giữa đồng nam lĩnh và đồng ý hành nhiều lần. Dưới loại ánh mắt này, hai ông cháu đồng nam lĩnh và đồng ý hành đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thực ra, với hành động của Đồng Ý hành đối với Liễu Phi Tuyết, cho dù chết 10 lần cũng không đủ để rửa sạch tội lỗi của anh ta. Đồng Nam lĩnh ngầm cho phép hành vi này của Đồng Ý hành cũng là đồng lõa, Huỳnh Nhân không muốn buông tha cho bọn họ. Nhưng mà hạng mục xây thành của nhà họ Đồng đã dần dần hoàn thiện, trước đó tập đoàn Lệ Tinh chưa từng làm ngành này, nếu có hạng mục của nhà họ Đồng làm đầu, tất cả sẽ nước chảy thành sông. Cho nên trong cái nhìn của Huỳnh Nhân, giá trị hạng mục xây thành quan trọng hơn mạng của tất cả người nhà họ Đồng. Thì, khi Huỳnh Nhân đang suy tính thiệt hơn, Đồng Nam Lĩnh đột nhiên đập đầu một cái thật mạnh với Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, ngài nhất định phải nhận hạng mục xây thành. Lần này nhà họ đồng tôi không có lòng riêng, thật sự hy vọng ngài nhận lấy hạng mục xây thành. Trước kia là cháu tôi giải ếch ngồi đáy giếng, không biết thái sơn. Bây giờ nó đã biết sai rồi, xin anh Huỳnh nể tình nhà họ đồng tôi người thì chết, kẻ bị thương, chỉ còn lại vài người già trẻ em làm ăn, tha cho chúng tôi nói xong ông ta còn quay đầu lại nhìn đồng ý hành chừng mắt nghiệp chướng còn không mau tới nhận tội với anh huỳnh đồng ý hành giật thoát lên vội vàng bò đến trước mặt huỳnh nhân cũng dập đầu một cái thật mạnh với huỳnh nhân anh huỳnh xin tha tội huỳnh nhân hít mắt nhìn hai ông cháu các người thật sự nghĩ như vậy tuyệt đối chính xác đồng nam lĩnh như già đi mười mấy tuổi tôi đã tám mươi rồi đã chán ngán với sự hỗn loạn của thương thường anh lừa tôi gạt vốn định trước khi tôi đại hạn đưa nhà họ đồng lên tầng cao mới, không ngờ lại chọc giận anh Huỳnh. Bây giờ nhà họ đồng chỉ mong bảo vệ mình. Ông nội, nghe lời của đồng nam lĩnh, đồng ý hành biến sắc, ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi. Cháu im miệng cho ông. Đồng nam lĩnh tát vào mặt đồng ý hành một cái, không cho anh ta nói chuyện, sau đó ánh mắt trông đợi nhìn về phía Huỳnh Nhân. Lúc này Huỳnh Nhân mới gật đầu rất khẽ. Đã như vậy thì tôi nhận hạng mục xây thành của các ông vậy anh ngừng một chút, lại nói. Cộng sự của tôi chỉ giết vệ sĩ của nhà họ đồng các ông, không động đến bất kỳ người nào trong nhà ông. Chỉ cần các ông đừng đến chọc tôi, tôi sẽ không ngăn cản các người phát triển. Đây chính là quy tắc làm việc trước sau như một của Huỳnh Nhân, giống như trước đó tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ đồng nước sông không phạm nước giếng, anh cũng sẽ không đi đối phó nhà họ đồng, chỉ có thể trách nhà họ đồng quá tham lam. Đồng Nam Lĩnh nghe vậy, lập tức dập đầu lần nữa cảm tạ ân đức. Cảm ơn anh Huỳnh tha thứ, cảm ơn anh Huỳnh tha thứ. Một lát sau, Đồng Nam Lĩnh tự mình mang tới một chồng túi niêm phong thật dày, bên trong đựng hợp đồng hạng mục cải tạo thượng nguồn sông Minh Châu. Anh Huỳnh, nội dung hợp đồng đã sửa đổi hoàn toàn, mời cậu xem qua. Huỳnh Nhân nhìn lướt qua thấy hợp đồng không có vấn đề, bèn gật đầu nói: "Các người tự thu xếp ổn thỏa." Nói rồi, anh rời khỏi nhà họ Đồng. Đồng Nam Lĩnh vẫn luôn nhìn theo Huỳnh Nhân đến khi anh biến mất trong tầm mắt, lúc này mới dám hô hấp, thở phì phò từng hơi, trên khuôn mặt già nua ngập tràn sợ hãi. Ông nội, đồng ý hành cũng đứng lên, ánh mắt tối tăm tột cùng. Ông cứ vậy mà đưa hạng mục xây thành của chúng ta ra ngoài sao? Đây là hạng mục sau này trị giá mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ cũng phải đưa. Vẻ mặt đồng nam lính cũng kích động, nói. Cháu cũng thấy đấy, huynh nhân kia diệt nhà họ đồng như dẫm chết một con kiến. Hạng mục xây thành tuy tốt cũng phải có mạng dùng, mất mạng rồi thì có tác dụng gì? Thế nhưng Minh Châu lớn như thế, cháu không tin anh ta có thể coi trời bằng vung. Trong mắt Đồng Ý Hành lóe lên vẻ hung ác. Thất bại một lần, vậy thì làm lần thứ hai, thất bại hai lần, vậy thì làm lần thứ ba, một ngày nào đó, tên rác rưởi kia và Liễu Phi Tuyết sẽ rơi vào trong tay cháu. Câm miệng. Đồng Nam Lĩnh bị lời của Đồng Ý Hành dọa cho sắc mặt tái mét, giận dữ gầm lên một tiếng. Đồng ý hành kinh ngạc nhìn đồng nam lĩnh Ông nội, ông trở nên nhát gan như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ là bị huỳnh nhân kia dọa sợ mất mật rồi? Đúng, ngoài dự đoán, đồng nam lĩnh lại thừa nhận Trên khuôn mặt đầy bể dâu là vẻ nghiêm nghị Ông lăn lộn trên thương trường quá nửa đời người Những người trẻ tuổi xuất sắc từng gặp chưa đến 10.000 cũng có 800 Thế nhưng không có một ai giống như anh ta Tạo cho ông áp lực và sợ hãi lớn như vậy Chưa nói đến anh ta cho dù là người phụ nữ anh ta dẫn theo cũng có thể giết sạch cả nhà ta trong vòng một đêm ngay cả bao đại sư hiệp hội võ đạo cũng suýt nữa chết trong tay anh ta nhà họ đồng chúng ta lấy cái gì đấu cùng anh ta đồng ý hành nhìn đồng nam lĩnh thật sâu ông nội ông già rồi đã không thích hợp làm gia chủ nhà họ đồng nữa ý hàng cháu có ý gì đồng nam lĩnh biến sắc ý của cháu là ông nội ông nên về quê hưởng yên bình đi ánh mắt đồng ý hành lóe lên ánh sắc bén nhà họ đồng giao cho cháu quản lý là được mày đồ con cháu mất dạy mày có biết đang nói cái gì không đồng tử đồng nam lĩnh co rụt lại mặt mày đầy giận dữ nhìn đồng ý hành ông ta biết rõ một khi để đồng ý hành nắm quyền chắc chắn sẽ rất nhanh chọc giận huỳnh nhân một lần nữa đến lúc đó khoảng cách nhà họ đồng diệt phong cũng không còn xa ông nội ông yên tâm cháu nhất định sẽ giết huỳnh nhân trả thù cho ông nói xong câu đó đồng ý hành chậm rãi đi về phía đồng nam lĩnh nửa tiếng sau đồng ý hành ngồi ở vị trí gia chủ chuyện đầu tiên là tổ chức cuộc họp gia tộc tất cả dòng dõi chính thức của nhà họ đồng đều tề tựu trong phòng khách ngay cả đồng ngọc thụ còn đang dưỡng thương ở bệnh viện cũng vội vàng quay về ý hành ba đâu một người trung niên nhìn xung quanh phát hiện không thấy đồng nam lĩnh bèn lên tiếng hỏi những dòng dõi chính thức khác của nhà họ đồng cũng như linh tính được cái gì quay mặt nhìn nhau. Đồng ý hành không nói, vẻ mặt bi thương phất tay. Chỉ chốc lát sau đã có hai người đi tới, nâng một cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương là vải trắng che thi thể, đồng ý hành khàn giọng nói. Ông nội ở đây, cái gì? Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tái mặt, không tin đi lên kéo vải trắng ra. Hai mắt đồng nam lĩnh trợn trừng, con người dã rời, chết không nhắm mắt, dường như khi còn sống đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ vậy toàn bộ nhà họ đồng lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đờ đẫn nhìn chằm chằm hồi lâu. Đến cuối cùng chấp nhận sự thật ông nội chết thảm rồi, hốc mắt ai nấy đỏ bừng, khóc lóc bi thương. Ông nội, đọc thêm nhiều TG huyện ở thang VN thăng TG G Uyên, VN thang. Ba, ba chết thê thảm quá. Ai làm, mẹ nó là ai làm, tôi phải giết gã. Vẻ mặt đồng ý hành đau thương, đầy vẻ tự trách nói. Đều tại tôi không bảo vệ tốt ông nội, Hải ông bị huỳnh nhân bóp chết. Huỳnh nhân, lại là huỳnh nhân. Tôi và gã không đội trời chung, giết gã báo thù cho ông nội. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cả nhà họ Đồng lâm vào bầu không khí vừa phẫn nộ vừa đau thương. Trong lòng Đồng Ý hành cực kỳ hài lòng, ngoài mặt lại phẫn nộ hét lớn một tiếng. Hôm nay, dù ông nội đã chết, nhưng mỗi một người đàn ông nhà họ Đồng đều là chiến binh can đảm có thù tất báo. Mà tôi là cháu ruột của ông nội xin thề tiếp nhận món nợ máu này ánh mắt anh ta quét nhìn toàn cảnh giọng nói âm vang đồng ý hành tôi thề tại đây không giết huỳnh nhân và người thân của gã thề không làm người không giết huỳnh nhân thề không làm người không giết huỳnh nhân thề không làm người không giết huỳnh nhân thề không, không, không làm người tiếng hô vang mang theo hận thù sóng sau cao hơn sóng trước tạo nên tiếng vọng hồi lâu không dứt đồng ngọc thụ lặng lẽ rút khỏi hàng ngũ này đứng ở cổng lạnh mắt nhìn đồng ý hành trên bục, sát ý bừng bừng. Anh ta rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, giọng nói trầm xuống. Ông nội tôi chết rồi, bị đồng ý hành giết, chương 228, đứng sau khống chế. Lúc nhận được điện thoại, Huỳnh Nhân đã ở trên xe về tòa nhà quốc tế. Anh quan tâm nội dung cuộc trò chuyện hơn việc đồng Ngọc Thụ lại gọi điện thoại cho mình. Đồng Nam Lĩnh chết rồi. Đồng ý hành giết. Xem ra, đồng ý hành đã không nhịn được nữa. Huỳnh nhân nhếch miệng thành một độ cong lạnh lùng, hơi nheo mắt lại, nhưng không lên tiếng nữa. Im lặng thật lâu, bên kia điện thoại lại vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của đồng ngọc thụ. Anh Huỳnh, tôi muốn xin anh giúp tôi giết đồng ý hành, báo thù cho ông nội. Đồng Ngọc Thụ nói ra mục đích thật sự của cuộc gọi này, lúc này Huỳnh Nhân mới cười nhạt. Anh Đồng, anh không nói đùa chứ, muốn tôi làm việc giúp nhà họ Đồng các anh ư. Đồng Ngọc Thụ nghẹn họng, nhưng vẫn cắn răng nói. Phải, đây là ân oán của nhà họ đồng các anh, tôi không có hứng thú nhúng tay vào. Và lại, nhà họ đồng các anh làm chuyện rất quá đáng với vợ tôi. Nhìn thấy nhà họ đồng các anh nội loạn, tôi vỗ tay còn không kịp đâu, sao có thể giúp anh? Đồng Ngọc Thụ không hề bất ngờ với câu trả lời của Huỳnh Nhân, nhưng anh ta vẫn cắn răng nói. Thế nhưng so với đồng ý hành, tôi chưa từng chọc vào ngài quá nhiều. Nếu như vì sự không vui lúc trước, tôi có thể nhận lỗi với ngài. Chỉ cần ngài chịu hỗ trợ, tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì, thậm chí đợi giết đồng ý hành rồi, anh cũng có thể lấy đi cái mạng của tôi. Ánh mắt Huỳnh Nhân kinh ngạc, anh có thể cảm nhận được đầy dẫy thù hận và chân thành của Đồng Ngọc Thụ. Thế nhưng anh còn đang do dự, thân phận của nhà họ Đồng quá nhạy cảm. Anh Đồng, tôi có thể nói cho ngài một bí mật liên quan tới nhà họ Hào. Đồng Ngọc Thụ bỗng nói, ông chủ của tôi cũng chính là hào tinh húc ông ta giả vờ khuất phục ngài vẫn luôn đang tìm cơ hội đánh đổ ngài gần đây bọn họ muốn lợi dụng huỳnh thăng phát để đối phó ngài ồ nghe vậy huỳnh nhân nhớn lông mày huỳnh thăng phát đúng thế đồng ngọc thụ trầm giọng nói lần này công ty giải trí huy hoàng và tập đoàn lệ tinh hợp tác hết sức thành công mấy hôm nữa hào tinh húc sẽ lấy lý do chúc mừng mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người hai bên đến lúc đó bọn họ sẽ để cho Huỳnh Thăng Phát kính ngài một chén rượu, trong rượu đó sẽ bỏ thuốc mê. Huỳnh Thăng Phát là bạn của ngài, nếu như cô ta đến mời rượu, ngài chắc chắn sẽ không từ chối. Mặt khác, Vương Mân Văn đã thông báo cho các gia tộc thế lực có thù với ngài, chỉ cần ngài vừa hôn mê thì sẽ tiến hành tra tấn ngài không còn hình người. Nghe lời của Đồng Ngọc Thụ, Huỳnh Nhân đã có thể chắc chắn Đồng Ngọc Thụ thật sự muốn giết Đồng Ý Hành, vì thế không ngại nương nhờ vào mình, tiết lộ bí mật trọng đại như thế chỉ là mơ cũng đẹp thật đấy anh cười nhạt một tiếng nếu như muốn dùng thuốc mê để đối phó anh thì là cực kỳ sai lầm chưa nói anh đã biết chuyện này rồi cho dù không biết thì có làm sao anh huỳnh tôi đã nói cho anh biết bí mật quan trọng như vậy rồi tại sao anh còn không tin tôi giọng điệu đồng ngọc thụ lập tức trở nên lo lắng huỳnh nhân trầm tư hồi lâu đột nhiên hỏi quan hệ giữa anh và đồng nam lĩnh là như thế nào giống như ruột thịt Tiếng đồng ngọc thụ trầm lắng, giọng điệu đau thương. Mẹ tôi bị mẹ đồng ý hành làm hại, bị ép xảy ra quan hệ với kẻ lang thang bên ngoài, do đó mới sinh ra tôi. Sau đó không lâu, mẹ tôi bị bệnh chết, ông nội rất thương yêu mẹ tôi, cho nên giữ tôi lại, nuôi dạy tôi như cháu trai ruột. Đồng ý hành vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết tôi, là ông nội dạy cho tôi chứ, nhấn, cho nên tôi ra mắt làm ngôi sao, quần áo là lượt ở ngoài kia. Thà rằng bị người trong nhà chế diễu cũng muốn sống sót huỳnh nhân yên lặng nghe chợt nói cuộc ám sát hồi trước tôi và vợ tôi gặp sát thủ chuyên nghiệp là anh âm thầm lộ ra phong thanh đổ thêm dầu vào lửa chính là để đẩy mối nghi ngờ này lên người đồng ý hành thẩm thanh vân còn có cả thiều gia nguyệt ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên im lặng rất lâu sau mới vang lên tiếng thở dài yếu ớt của đồng ngọc thụ cuối cùng vẫn không thể giấu được đôi mắt của anh Huỳnh. Đúng vậy, từ nhỏ ông nội bảo tôi giả vờ làm một công tử bột ăn không ngồi rồi, tôi giả vờ 25 năm đã chán ngấy rồi. Giọng nói anh ta bình tĩnh không gợn sóng. Tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội có thể kéo đồng ý hành xuống ngựa, cuối cùng tôi đã chờ được rồi. Ngày ấy, chỉ có tôi biết mục đích chuyến này của đồng ý hành, cho nên vẫn luôn cho tai mắt theo dõi anh ta, lại chính mắt thấy cảnh anh và cô Liễu gặp phải ám sát lúc ấy tôi đã biết cơ hội của tôi tới rồi thả ra tin tức lợi dụng lần ám sát này giá họa cho đồng ý hành không ngờ không ngờ tôi và vợ tôi bình an vô sự có phải không giọng nói huỳnh nhân lãnh đạm tiếp lời đồng ngọc thụ mang theo sát ý lờ mờ đồng ngọc thụ không tiếp tục đề tài này nữa chỉ xin lỗi từ đáy lòng thật xin lỗi anh huỳnh đôi mắt huỳnh nhân sâu thẳm nhà họ đồng còn con vậy mà cũng có nhiều nhân tài ẩn giật thật Ngôi sao quần áo lụa là đồng ngọc thụ này thực chất bụng giả còn thâm sâu hơn đồng ý hành, hiểu toan tính hảo môn hơn. Sở dĩ một cậu ấm nhà giàu chọn đi làm ngôi sao chính là muốn nói cho đồng ý hành biết, anh ta không có lòng tranh đoạt địa vị, chỉ mong bảo vệ bản thân. Không nhịn việc nhỏ sẽ làm loạn kế lớn, đồng ngọc thụ này vừa nghe lời dạy bảo của đồng nam lĩnh, giả vờ làm bù nhìn lụa là hơn 20 năm, dùng điều này giảm lòng cảnh giác của đồng ý hành, vừa tìm cơ hội ra tay với đồng ý hành ai coi anh ta là bù nhìn, người đó mới là bù nhìn thật sự. Anh có thể tính kế đồng ý hành như thế, làm sao tôi biết được sau này có một ngày anh sẽ không tính kế tôi như thế. Huỳnh Nhân ngừng một chút, lên tiếng hỏi. Đồng Ngọc Thụ cuống lên, lớn tiếng nói. Tôi và đồng ý hành có mối thù giết mẹ, không thể không báo. Anh Huỳnh, bây giờ tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nương nhờ vào ngài. Nếu như anh nghe lời, có thể để cho anh lãnh đạo nhà họ đồng, làm tròn tâm nguyện của mẹ anh trên trời có linh thiêng huỳnh nhân lại nói nhưng nếu như chơi tâm cơ với tôi kết cục của anh sẽ còn thảm hại hơn đồng ý hành lời này cực kỳ độc tài đồng ngọc thụ nghe đến trong lòng run lên thế nhưng anh ta cũng nghe ra huỳnh nhân đồng ý rồi cảm ơn anh huỳnh anh ta cảm kích nói huỳnh nhân vẫn vật đập đồng ý hành nắm giữ nhà họ đồng chắc chắn sẽ ra tay với tôi anh đi theo dõi bên phía hào tinh húc tất cả tiến hành dựa theo kế hoạch. Vâng, anh Huỳnh. Huỳnh nhân cúp điện thoại, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại, nhếch miệng lộ ra nụ cười sâu xa. Đồng Ngọc Thụ có chút thú vị. 20 phút sau, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Liễu Phi Tuyết đi ra ngoài, đeo túi sách, thu dọn tài liệu. Huỳnh nhân xứng lại. Định ra ngoài sao? Liễu Phi Tuyết gật đầu. Hạng mục sông Minh Châu sẽ lập tức khởi công, cục xây dựng tập hợp cả cục, mở tiệc chiêu đãi chúng ta và nhà họ đồng. Huỳnh nhân nghe vậy lại cười. E là nhà họ đồng không tới được. Tại sao? Vẻ mặt liễu phi tuyết đầy kinh ngạc, sau đó lại nhớ ra cái gì, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Huỳnh nhân. Có phải anh đến nhà họ đồng rồi không? Huỳnh nhân không trả lời thẳng, mà là đưa một túi tài liệu cực dày cho liễu phi tuyết. Bản gốc video 5 năm trước đã tiêu hủy, ngoài ra nhà họ đồng còn đưa hạng mục xây thành của bọn họ cho anh từ giờ trở đi, toàn bộ hạng mục sông Minh Châu đều do bọn em phụ trách. Liễu Phi tuyết tròn mắt nhìn, kinh ngạc nói không nên lời. Tiêu hủy video 5 năm trước đã khiến cô hết sức vui mừng, Huỳnh Nhân còn giúp cô lấy được hạng mục xây thành của nhà họ đồng. Anh không dùng thủ đoạn ép buộc tổn thương người ta gì chứ? Vui mừng một lát, Liễu Phi tuyết lại lo lắng hỏi. Huỳnh Nhân lắc đầu, là đồng nam lĩnh tự nguyện đưa hạng mục cho anh. Vậy là tốt rồi. Liễu Phi tuyết thở vào nhẹ nhóm, nếu như miến Cưỡng cướp về bị người của cục xây dựng biết, không khéo sẽ hủy bỏ hợp tác. Anh đã nói rồi, 5 năm trước một mình em trèo lái lệ tinh, 5 năm sau anh trở về rồi, em không cần cực khổ như vậy nữa, tất cả đã có anh. Huỳnh Nhân nắm tay cô, vừa cười vừa nói. Lần này, Liễu Phi tuyết không giấy dụa, mặc cho Huỳnh Nhân nắm, trong lòng suy nghĩ miên man. Mọi việc có hồi đáp, mọi thứ có chỗ dựa, quan trọng nhất là người phụ nữ mạnh mẽ như cô cũng cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Đây chính là cảm giác yêu đương sao, chương 229, đã hết. Nơi tổng giám đốc thi của cục xây dựng tổ chức tiệc không phải là khách sạn năm sao gì, mà là một quán ăn đặc sản địa phương, cũng có một, 200 đầu người. Nhưng mà Huỳnh Nhân nghe nói, tất cả tổng giám đốc công ty tham gia buổi tiệc không có ai phàn nàn, ngược lại khen ngợi tổng giám đốc thi công chính liên minh, vì nước, vì dân. Bản thân sự tồn tại của cuộc xây dựng chính là không ngừng kiến thiết thành thị, giải trí, thương mại, văn hóa, ắt không thể thiếu. Để cho người ta thấy người của cục xây dựng ra vào những nơi tiêu tốn chi phí cao thì sẽ nghĩ như thế nào? Lúc Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đến đã rất đông người ngồi. Đa số người bọn họ không quen biết, chỉ quen biết một mình Thi Văn Bân. Nhưng Thi Văn Bân rất khách sáo với Liễu Phi Tuyết, cười chào hỏi. "Cô Liễu, cô tới rồi?" sau đó ánh mắt chuyển sang người huỳnh nhân vị này là liễu phi tuyết đang định giới thiệu huỳnh nhân chợt nói tôi là một người đồng hành không cần để ý đến tôi hóa ra là thư ký tổng giám đốc liễu cũng thật không biết xem xét trường hợp người nào cũng mang vào bên trong được vừa dứt lời một người đàn ông đầu hói trên bàn cười híp mắt nói mặc dù đang cười nhưng sự chế giễu trong lời nói không hề che giấu tổng giám đốc liễu người ta là có mối quan hệ nếu không phải có người ở bên trên hạng mục sông minh châu nào đến lượt cô ta người đàn ông hói nói xong ngay sau đó một người đàn ông cao gầy đeo kính cười ha ha tiếp lời ông chu ông trần bớt nói vài câu đi thi văn bân nhíu mày nhưng cũng chỉ là quát lớn một tiếng vẻ mặt đầy áy náy nói với liễu phi tuyết tổng giám đốc liễu hai vị này lần lượt là tổng giám đốc tạ tổng giám đốc trần của vật liệu xây dựng trung bang vật liệu xây dựng thượng vận bọn họ nói không lựa lời xin bỏ qua cho liễu phi tuyết lập tức nhíu mày huỳnh nhân cũng hơi nheo mắt lại ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm thi văn bân mặc dù lời này là đang xin lỗi liễu phi tuyết nhưng lại không nói đến điểm mấu chốt chứng tỏ ông ta cũng ngầm thừa nhận chuyện này trước lúc giao hạng mục xây thành cho tập đoàn lệ tinh thi văn bân chỉ phụ trách tiếp đái liễu phi tuyết nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy liễu phi tuyết dựa vào quan hệ nhưng mà Liễu Phi Tuyết cũng không nói gì, cùng Huỳnh Nhân vào chỗ ngồi. Cảm ơn các vị đã dành thời gian tham gia bữa tiệc của tôi đây. Những người ngồi đây đều là tinh anh giới kinh doanh của thành phố này, cùng nhau xây dựng Minh Châu tươi đẹp là quan trọng nhất. Thi Văn Bân nói vài lời xã giao hay, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Bây giờ thì chờ người nhà họ đồng đến, đợi nhà họ đồng đến rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Thức ăn, rượu đã bê lên đầy đủ, thế nhưng không ai động vào một chút ánh mắt tất cả tổng giám đốc ở đây đều trở nên sốt ruột nhất là tạ vĩnh thành và trần thương hải lại càng kích động đến liên tục xoa tay đừng thấy bọn họ nhiều người như vậy thực ra đều là bộ phận nhỏ cả nhà họ đồng độc chiếm vị trí đầu nhưng liễu phi tuyết lại cầm đúa gắp một miếng rau xanh huỳnh nhân cũng mở một bình rượu vang tự mình uống thế là ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn họ đầy vẻ không tốt ngay cả thi văn bân cũng khẽ nhíu mày tổng giám đốc liễu Mọi người còn chưa động đũa, cô và thư ký của cô ăn trước chẳng phải không hợp phép tắc sao? Tạ Vĩnh Thành, Trần Thương Hải cũng đều lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu như người nhà họ Đồng tới nhìn thấy bọn họ không chờ mà ăn trước, trong lòng sẽ suy nghĩ thế nào đây? Huỳnh Nhân vẫn cười uống rượu. Giữa trưa rồi, đói bụng thì không tốt lắm, đồ ăn không đủ thì mang lên thêm là được. Người ăn trực như anh cũng có quyền lên tiếng sao? Tạ Vĩnh Thành khinh thường nhìn Huỳnh Nhân, mắng to một tiếng. Tổng giám đốc Liễu, mong cô cho chúng tôi một lời giải thích. Trần Thương Hải lại trực tiếp hơn, chĩa thẳng mũi rùi lên Liễu Phi Tuyết. Cũng không hẳn là có thù gì với Liễu Phi Tuyết, chỉ là trong lòng có phần bất bình, và lại đang ngồi đây đều là cốt cán của từng lĩnh vực, dựa vào đâu hạng mục xây thành lại nhường cho một công ty nhỏ. Hơn nữa, Liễu Phi Tuyết là phụ nữ, trọng nam khinh nữ trên thương trường thì càng nặng nề. Liễu Phi Tuyết lại thản nhiên quét nhìn bọn họ, thuận miệng nói các ông không cần chờ người nhà họ đồng nữa anh ta sẽ không tới cái gì cô vừa dứt lời ánh mắt tất cả tổng giám đốc lập tức đờ ra ngay cả thi văn bân cũng không phản ứng kịp giật mình hỏi tổng giám đốc liễu cô nói vậy là sao liễu phi tuyết đặt đũa xuống một tay giơ lên cao ngạo cười nhạt một tiếng bởi vì hạng mục xây thành của nhà họ đồng đã giao cho tập đoàn lệ tinh tôi làm nói cách khác toàn bộ hạng mục cải tạo minh châu đều do tôi toàn quyền phụ trách um, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lời nói ra làm người ta chấn động không thôi. Sau khi Liễu Phi Tuyết nói ra câu này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Tạ Vĩnh Thành, Trần Thương Hải càng đầy vẻ sợ hãi, ngây người tại chỗ. Không thể nào. Tạ Vĩnh Thành hồi thần, mặt đỏ tía tai đập bàn đứng dậy, hô lớn. Tôi không tin, nhà họ Đồng sao lại giao hạng mục xây thành cho loại phụ nữ tóc dài não ngắn như cô? Ánh mắt Liễu Phi Tuyết lạnh lẽo ông đang coi thường phụ nữ suốt lời cô lấy trong túi ra một phần hợp đồng thật dày ném lên trước mặt thi văn bân tổng giám đốc thi là cốt cán cục xây dựng có phải thật vậy hay không do ông ấy định đoạt sắc mặt thi văn bân biến hóa vội vàng lấy hợp đồng ra đọc từng chữ chỉ xem một tờ ông ta đã gấp hợp đồng lại hai tay trịnh trọng đưa trả cho liễu phi tuyết tạ vĩnh thành vội vàng thúc giục nói tổng giám đốc thi tại sao ông không xem hết không cần xem nữa, đây là sự thật." Thi Văn Bân lắc đầu, cười đắng chát nói. "Đúng là gia chủ Đồng giao toàn quyền hạng mục cho cô Liễu làm." "Cái gì? Tôi không tin." Tạ Vĩnh Thành và Trần Thương Hải nghe xong lập tức tái mặt, cướp lấy hợp đồng để xem. Càng xem, sắc mặt ông ta càng u ám, ánh mắt nhìn Liễu Phi Tuyết cũng đầy ganh ghét. Liễu Phi Tuyết lấy lại hợp đồng, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, bao gồm Thi Văn Bân, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các ông tốt nhất là nên xác định rõ vị trí của mình. Tôi mới là tổng phụ trách hạng mục xây thành, cùng nhau làm mới có thể làm tốt hạng mục này. Nếu ai có lòng riêng, đừng trách tôi đá người đó ra khỏi cục. Toàn bộ căn phòng yên lặng không âm thanh, chỉ có giọng nói lạnh lùng của Liễu Phi Tuyết. Câu nói này vừa dứt, bầu không khí trong phòng cũng sinh ra sự thay đổi kỳ dị. Người phản đối thì không nói, nhưng những người coi thường Liễu Phi Tuyết thậm chí nhìn về phía Liễu Phi Tuyết mang theo ánh mắt kinh sợ. Tạ Vĩnh Thành đờ đẫn rất lâu, bỗng nhiên chỉ vào Liễu Phi Tuyết, vẻ mặt đầy âm u, gào thét. "Tổng giám đốc Thi, chắc chắn là người phụ nữ này dùng mưu kế gì cướp được từ trong tay ông Đồng, không thể tính." Sắc mặt Thi Văn Bân lạnh lùng, hỏi ngược lại. "Vậy ông nói xem cô ấy dùng cách gì cướp được từ trong tay ông Đồng?" "Cái này," Tạ Vĩnh Thành cứng họng ông ta nào biết được làm sao hạng mục của nhà họ đồng lại lớn ngứa bị tập đoàn lệ tinh nắm trong tay. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng ông ta muốn gạt bỏ liễu phi tuyết. Chỉ thấy ông ta cười lạnh một tiếng, nói. Một người phụ nữ như cô không phụ trách được hạng mục lớn như thế. Còn không mau giao hạng mục ra cho người khác phụ trách. Liễu phi tuyết cười. Nực cười, hạng mục trong tay tôi, dựa vào đâu tôi phải giao ra. Vậy thì thành thật xin lỗi vẻ mặt tạ Vĩnh Thành lạnh lùng, tiếp tục nói. Tôi tuyên bố tại đây, vật liệu xây dựng trung bang chỉ đặt quan hệ với nhà họ đồng, sẽ không góp sức viện trợ tập đoàn lệ tinh. Còn có vật liệu xây dựng thượng vận tôi. Trần Thương Hai đẩy kính mắt trên sống mũi, cười lạnh nói. Tập đoàn lệ tinh cô là ngoài ngành, không có chúng tôi, dù có hạng mục này cô cũng không làm nổi. Nhưng mà Liễu Phi Tuyết vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt quét nhìn toàn hội trường. Còn ai nữa không? Tạ Vĩnh Thành nhìn những người khác, ngoan độc nói. Mọi người đừng sợ, dũng cảm đứng ra, có tôi ở đây, người phụ nữ này không làm gì được mọi người. Đúng vậy, trái lại cô ta còn phải xin chúng ta giúp đỡ. Trần Thương Hải cũng nói. Dưới sự cổ động của hai người, cuối cùng có người lên tiếng. Tôi rút, tôi cũng rút, tôi cũng chỉ chấp nhận nhà họ đồng. Thoáng chốc, Liễu Phi Tuyết đã mất đi sự giúp đỡ của tất cả mọi người, tứ cố vô thân. Tạ Vĩnh Thành nhìn Liễu Phi Tuyết, cười lạnh nói: "Thế nào, cô Liễu, bây giờ cô có thể làm được chuyện gì?" Nhưng mà trên mặt Liễu Phi Tuyết vẫn không có bất kỳ e ngại gì, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. "Đã như vậy thì các người đều bị đá ra khỏi cục." Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tạ Vĩnh Thành càng tức giận, nói: "Cô là ai, chúng tôi đều là công ty hợp tác của cục xây dựng chính thức quyết định, cô dựa vào cái gì đá chúng tôi đi?" vả lại cô cũng không có quyền này, chỉ có chủ nhân tòa nhà chính miệng đồng ý mới có thể đá chúng tôi đi. Ha 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 ha, thì văn bần cũng lắc đầu, chủ nhân tòa nhà hành tung bí ẩn, đi đâu mà tìm đây. Nhưng mà Liễu Phi Tuyết lại cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía huỳnh nhân bên cạnh, nói. Bây giờ em muốn đá tất cả bọn họ ra khỏi cục, anh đồng ý không? Huỳnh Nhân vẫn luôn không nói gì khẽ gật đầu, cười tủm tỉm nói. Đá hết chương 230, ông chủ tòa nhà. Nghe thấy Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Nhân nói chuyện, mọi người như nhìn thấy quỷ, mặt mũi ngây ra. Ánh mắt Tạ Vĩnh Thành và Trần Thương Hải trần đầy kinh ngạc nhìn về phía Huỳnh Nhân, nếu Huỳnh Nhân không nói câu nào, bọn họ còn quên mất có người này. Một người tàng hình như không tồn tại thực sự là ông chủ của tòa nhà quốc tế. Không chỉ có Vĩnh Thành, Trần Thương Hải ngạc nhiên, à thi văn bân cũng đầy kinh ngạc đánh giá Huỳnh Nhân bất chợt nhớ đến lần trước đến tập đoàn lệ tinh đàm phán hạng mục xây dựng cậu nhóc này cũng ở đó trước đây anh ta còn cho rằng đó là cấp dưới của liễu phi tuyết không ngờ lại chính là ông chủ của tòa nhà cứ như thế mà nhìn huỳnh nhân một lúc lâu tạ vĩnh thành bỗng mắng chửi huỳnh nhân diễn rất giống suýt chút nữa bị cậu lừa rồi mọi người sửng sốt nhìn tạ vĩnh thành hỏi ý gì đây cậu ta là chủ tòa nhà kiểu gì là người phụ nữ này nhờ vả nói xong nhìn chằm chằm huỳnh nhân bằng đôi mắt thâm hiểm độc ác nói nhóc con cậu chết chắc rồi dám giả mạo chủ nhân tòa nhà cậu cho rằng tôi không biết chủ nhân tòa nhà là ai sao huỳnh nhân nghe thế cũng hơi ngạc nhiên anh biết đương nhiên mặt tạ vĩnh thành đầy kiêu ngạo sau đó lại chỉ vào huỳnh nhân nói bây giờ tôi cũng gọi điện thoại cho chủ tòa nhà vạch trần lời nói dối của cậu nói xong ông ta lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc Lúc Tạ Vĩnh Thành gọi điện thoại, Trần Thương Hải và tổng giám đốc khác giống như uống một viên thuốc an thần, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc nói chuyện vừa rồi của Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết thật dọa bọn họ. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tạ Vĩnh Thành còn cố ý ở lớn tiếng, giọng nói lạnh nhạt của Thiên Việt Bân truyền đến. Có việc gì à? Tạ Vĩnh Thành vui mừng, liếc nhìn Huỳnh Nhân cười trên nỗi đau của người khác, đắc ý nói. Anh Thiên, anh biết không, ở đây có một người mạo danh anh tự nhận là chủ của tòa nhà, gan to bằng trời rồi. Tự nhận là chủ của tòa nhà. Thiên Việt Bân ngẫm nghĩ một lúc, giọng điệu chợt trở nên căng thẳng, anh ta trông như thế nào? Khoảng 27-28 tuổi, cao 1m8, à đúng rồi, vẫn đi cùng liếu phi tuyết của tập đoàn Lệ Tinh, anh Tăng, anh muốn giải quyết cùng nhau không? Lạch cạch, tạ Vĩnh Thành dứt lời, trong điện thoại bên kia giống như có thứ gì đó rơi xuống, nhưng không nghe thấy Thiên Việt Bân lên tiếng. Mọi người nhìn đi, anh Thiên Tức nói không thành lời rồi." Tạ Vĩnh Thành cười lấy lòng. "Anh Thiên, anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh dạy cho bọn họ một bài học." "Dạy cái đầu anh đó." Tiếng giống lên giận dữ của Tăng Thiên Tường bỗng nhiên phát ra từ điện thoại. "Bây giờ anh ta đang ở đâu?" Mặc dù Tạ Vĩnh Thành không hiểu vì sao Thiên Việt bân mắng ông ta nhưng vẫn nói ra địa chỉ. "Tôi đến ngay đây." Tăng Thiên Tường hít một hơi thật sâu, nói. "Trước khi tôi đến đó, an phận cho tôi, nếu không tôi giết chết anh. Sứt câu vội vàng cúp điện thoại. Tạ Vĩnh Thành sướng sờ một hồi lâu sau đó mới cười ha hả. Nhóc con, cậu xong rồi, anh Thiên muốn nick thân tới đây, trước khi anh ấy tới cậu và Liễu Phi Tuyết không được đi. Huỳnh Nhân cố nén cười. Không đi, chúng tôi sẽ đi đâu chứ? Liễu Phi Tuyết ung dung mỉm cười, rót một ly rượu vang đỏ hiếm có. Bộ dáng của hai người thong thả đến mức khiến Tạ Vĩnh Thành ngây người, sau đó lại nở nụ cười thâm hiểm độc ác các người cứ đắc ý đi lát nữa anh thiên đến khi đó các người chỉ có khóc thiên việt bân bên kia vội vàng lái xe đến còn vượt qua hai cái đèn đỏ những điều tạ vĩnh thành miêu tả hoàn toàn chính là huỳnh nhân anh không phải chủ tòa nhà huỳnh nhân mới là chủ hiện tại của tòa nhà chỉ là tạ vĩnh thành không biết điều đó anh ấy đến nhà hẳn với tốc độ nhanh nhất đột ngột đẩy cửa vào người đâu anh thiên đến rồi Tạ Vĩnh Thành vội đứng lên chào đón lại bị Thiên Việt Bân đẩy ra. "Cút đi." Anh ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết, sau khi xác định được Tạ Vĩnh Thành không có động thủ mới thở phào nhẹ nhàng, cung kính chào một tiếng. "Anh Huỳnh, đến rồi sao?" Ánh mắt Huỳnh Nhân bình thản nhìn anh ta một cái. "Anh có quen biết với anh ta sao?" Nghe ra được lời nói không vui của Huỳnh Nhân, phía sau quần áo của Thiên Việt Bân thấm ướt mồ hôi lạnh, gật đầu bất chấp đàn em trước đây của tôi sau khi tôi mua tòa nhà quốc tế bản thân anh ta cũng mở công ty huỳnh nhân nhai một hạt đậu phộng ừ ra vậy thái độ như thế càng làm cho thiên việt bân lo lắng bất an hận không thể bóp chết tạ vĩnh thành anh thiên anh làm gì thế nhìn thấy thiên việt bân ăn nói khép nép như thế trước mặt huỳnh nhân tạ vĩnh thành không thể tưởng tượng nổi trợn tròn hai mắt nhìn cậu ta giả mạo anh đấy anh cầm miệng lại cho tôi Cơn giận bộc phát trong đôi mắt của Thiên Việt Bân Anh đột nhiên quay lại khuôn mặt tràn đầy giữ tợn tắt anh ta một cái. Giả mạo với không giả mạo cái gì, anh ấy là ông chủ hiện tại của tòa nhà quốc tế, là cấp trên trực tiếp của tôi. Nếu anh còn dám chống đối anh Huỳnh, ông đây chơi chết mày. Một cái tát chưa xả được cơn giận, Thiên Việt Bân còn đạp thêm một cái mạnh bạo nữa. Mọi thứ của anh ta ở hiện tại đều là Huỳnh Nhân cho, nếu như bởi vì cái này mà ấn tượng của anh với Huỳnh Nhân bị thay đổi, thì có làm gì đi nữa anh ta cũng phải giết chết tạ Vĩnh Thành. Cả người tạ Vĩnh Thành run lên ngập tràn sợ hãi nhìn về phía Huỳnh Nhân. Vẻ mặt của bọn người Trần Thương Hải, thì Văn Bân muốn có bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu. Không nên nói quá lên thế. Huỳnh Nhân xua tay, cười nói với Thiên Việt Bân. Chỉ là bây giờ toàn bộ hạng mục xây dựng đang ở trên tay tập đoàn Lệ Tinh, bọn họ không phục tôi, anh nói xem tôi có tư cách đá bay quyền lợi của bọn họ đi không. Có, tất nhiên có rồi. Thiên Việt bân vội vàng gật đầu, ánh mắt đồng thời liếc nhìn tất cả mọi người. Dám đắc tội với anh Huỳnh, không cần anh Huỳnh ra tay, tôi cũng phải làm cho bọn họ sống không nổi ở Minh Châu trước. Phù phù, Trần Thương Hải quay người ngồi gối trước mặt Huỳnh Nhân, sắc mặt tái nhợt cầu xin. Anh Huỳnh, tôi biết sai rồi, xin đừng đá tôi đi. Công ty của anh ta còn đang trông chờ vào hạng mục xây dựng kiếm chút ít, trước đó cũng chỉ là muốn kiếm thêm lợi ích lớn hơn mà thôi anh Huỳnh, chúng tôi cũng biết sai rồi. Các tổng giám đốc khác cũng nhao nhao lên xin tha thứ. Tuy nhiên Huỳnh Nhân lại thờ ơ. Tại sao lúc đầu không biết mình sai? Không có nhóm các anh, hạng mục xây dựng không tiến hành được chắc. Thiên Việt Bân vội nói. Tôi sẽ liên lạc với 10 công ty hàng đầu. Trong 10 công ty hàng đầu, bất kỳ một công ty nào cũng mạnh hơn bọn họ. Đám người tạ Vĩnh Thành, Trần Thương Hải mặt xám như cho, chỉ có thể chán nản rời đi anh huỳnh lại gây ra phiền phức cho anh rồi thiên việt bân xin lỗi một câu rồi rời đi trên băng ghế chỉ còn lại ba người huỳnh nhân liễu phi tuyết thi văn bân anh mắt huỳnh nhân tùy ý nhìn về phía thi văn bân cả người thi văn bân run lên không dám hó hé tổng giám đốc thi huỳnh nhân rót cho anh ta một ly rượu từ từ nói tục ngữ nói đúng phụ nữ có thể gánh cả nửa bầu trời ông cảm thấy vợ tôi như thế nào thi văn bân tâm thần chấn động nhìn Liễu Phi Tuyết với vẻ khó tin. Tại sao các hạng mục xây dựng lại rơi vào tập đoàn lệ tinh? Tại sao huỳnh nhân ở bên trong tập đoàn lệ tinh? Giờ khác này ông ta đã hiểu ra. Bởi vì Liễu Phi Tuyết chính là vợ của huỳnh nhân. Nhìn sâu vào thi văn bân một chút, huỳnh nhân đưa Liễu Phi Tuyết quay người rời đi. Sau khi rời khỏi căn phòng, Liễu Phi Tuyết lập tức liếc nhìn huỳnh nhân. Thật ra e nên sớm nghĩ đến thiên Việt bân là cấp dưới của anh. Bây giờ nghĩ đến cũng chưa muộn. Huỳnh Nhân năm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của Liễu Phi Tuyết nói. Đây là thời điểm nên công khai sự thật em là vợ anh. Liễu Phi Tuyết vui vẻ gật đầu. Tùy ý anh, có lần uy hiếp này, cuộc xây dựng nhất định sẽ vô cùng kính để tập đoàn lệ tinh. Liễu Phi Tuyết lái xe dự định về công ty, nhưng mà vừa xuất phát chiếc Land Rover to dừng trước mặt họ. Thẩm Thanh Vân từ trong xe bước ra mỉm cười nói. Hai vị, xin dừng bước audio điện tử võ tấn bền hết chương 230